trong những năm vừa qua, công tác tuyển chọn và kêu gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại thành phố Thủ Dầu Một nói chung cũng như trên địa bàn phường Phú Thọ nói riêng luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo chất lượng thanh niên nhập ngũ. Hòa cùng không khí nao nức mùa tuyển quân, các thanh niên Việt Nam hăng hái tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Riêng phường Phú Thọ có 6 tấm gương thanh niên viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ năm 2024, gồm 4 đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và 2 đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, Lê Anh Trọng Nghĩa Hiếu là một tấm gương thanh niên tiêu biểu xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Là một đảng viên còn nằm trong độ tuổi đoàn của chi bộ khu phố 4, Hiếu luôn học tập và trau dồi kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ. Hoàn thành chương trình cử nhân công tác xã hội với kiến thức chuyên môn vững vàng và thường xuyên tìm hiểu thêm những cách làm hay và hiệu quả góp phần phát triển mạnh phong trào ở địa phương. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lòng yêu nước sâu sắc, tuân thủ nguyên tắc và quy định của Đảng, có nhận thức chính trị tốt và gương mẫu trong đạo đức tư tưởng. Bản thân luôn tự giác thực hiện tiên phong trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lồng ghép nội dung vào các hoạt động tại khu phố với nhiều hình thức tuyên truyền và vận động thực hiện như thực hiện tiết kiệm, đoàn kết nội bộ. Tích cực vận động gia đình, người thân và mọi người xung quanh thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đặc biệt đạt được danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Trong công tác xã hội, Hiếu tham gia và đóng góp tích cực trong các hoạt động tình nguyện như hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, chuỗi hoạt động ra quân ngày Chủ nhật xanh, các hoạt động chiến dịch xuân tình nguyện, hè tình nguyện, các hoạt động chăm lo thiếu nhi nhân dịp Tết thiếu nhi, Tết Trung thu. Tham gia xây dựng cộng đồng, chuỗi hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, cùng các hoạt động nhân dịp các ngày kỷ niệm lễ lớn trong năm như ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2. Kêu gọi đóng góp và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Thọ thông qua các hoạt động như hành trình xuân yêu thương, mâm cơm đoàn viên, chăm lo đời sống thanh niên, công nhân nhà trọ, điểm tâm sáng cùng thanh niên công nhân và lao động trẻ khu nhà trọ. Nổi bật nhất kể đến là tình nguyện tham gia đội thanh niên tình nguyện phường Phú Thọ thực hiện cao điểm 40 ngày đêm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 trên địa bàn phường Phú Thọ. Với hình thức đi từng ngõ, gõ từng nhà, bất kể thời tiết nắng mưa, đều quyết tâm cùng nhau đến từng nhà dân, từng khu nhà trọ hỗ trợ người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh mức 2 để góp phần làm cho địa phương hoàn thành chỉ tiêu được giao sớm nhất. Hiếu là một trong những đoàn viên ưu tú, luôn lan tỏa sự tích cực đến tất cả các bạn thanh niên ở địa phương. Tiêu biểu trong đó đạt được danh hiệu khen thưởng như đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và là đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Mặc dù là một người đoàn viên, đảng viên xuất sắc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhưng ở nhà, Hiếu vẫn là một người con gương mẫu của gia đình. Bản tính hiền lành, cần cù, chăm chỉ, hàng ngày Hiếu phụ giúp mẹ các công việc nội trợ, phụ giúp ba trong việc buôn bán của gia đình, đặc biệt là duy trì công tác phá xe lưu động miễn phí. Là người con út, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cán bộ nhà nước. Có ba là hội viên hội cựu chiến binh, cũng là tổ trưởng khu phố 4 và là thành viên đội vá xe lưu động miễn phí phường Phú Thọ. Anh cả là nguyên bí thư chi đoàn khu phố 4. Anh hai là cán bộ tỉnh ủy. Anh ba là cán bộ thành đoàn và là từng là bộ đội lục quân nhập ngũ năm 2019, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ năm 2021. Truyền thống gia đình đã khơi dậy tinh thần yêu nước, sự quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ tuổi trẻ đối với Tổ quốc cũng là sự động viên, khuyến khích của gia đình và là sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương. Sau khi thu xếp công việc cá nhân và tìm hiểu kỹ càng luật nghĩa vụ quân sự, Hiếu đã quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ năm 2024. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển từ Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Hiếu có vài lời chia sẻ. Anh sức khỏe và biết mình đã đậu nghĩa vụ quân sự thì anh có cái tâm chuẩn bị tâm lý cho mình. Và có người anh đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự và anh cũng đã truyền lại những kinh nghiệm như là cái tư tưởng cho mình vững chãi để mình chuẩn bị công cho cái công tác cũng như rèn luyện trong cái môi trường quân ngũ tới. Cũng chẳng đây là động viên cho các bạn cũng cùng tiền đối với mình các em thì mặc thân thiện
được nhập ngũ với tự tin thoải mái và để trở thành một người chiến sĩ tốt. Hiếu là tấm gương tiêu biểu đã khơi dậy niềm tin của các bạn thanh niên, các thế hệ trẻ tương lai của địa phương. Nêu bật lên được khí thế hào hùng của tuổi trẻ phường Phú Thọ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hy vọng thanh niên nhập ngũ năm 2024 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.